Anh em ơi, bữa nay quay những xuồng lạ này các bạn, xuồng ngọn ngộ này, cái mẫu này khách đặt nha, nói xuồng Thái Lan, cái mẫu Thái Lan mà mình không biết mẫu gì đâu, dễ hình sao đó vậy. Cái lái nè, cái này thùng này khá hoành các bạn, dài 5 mét, ngang 1,2 m, đây mình đóng đủ loại hết ha, 4 mét, 4,5 m đủ loại hết, thùng tam bản, thùng Cần Thơ. Tham khảo nha. Em nó đang đóng hộp các bạn. Anh xuống mình quay những thùng tôm tròn ha. Mẫu thùng Cần Thơ này dài 5 mét, ngang 9 mân nha, không tròn, đủ loại hết nha. Anh em nào hiện ý thì alo mình, mình báo giá cụ thể kích thước nha, nếu nó nhiều loại nhiều giá lắm mình không có nói giá lên được. Con chiếc này dài 5 mảng, thùng đâm bản có được ngụm cá luôn, mình lắp dòng chai luôn ha, dài 9 mét, ngang 1,3 m, bè 2 phân nha các bạn, bè là 2 phân hết, dán 2 phân á, trong 4,5 m không tròn luôn. Mình để trời ông mới mưa các bạn, mưa ngập luôn cái thùng luôn. Hồi mình tát nha. Này mưa nè. Cái thùng này dài 7 mét, ngang 1,3 m ha. Nó vẫn ngụm cá luôn. Cái thùng này là giá 9 triệu của đại thưởng mình các bạn. Dán là 2 phân hết ha. Thùng này dài miếng nào hơn đó. Thùng đâm bản ít bằng đó, mình đóng như mẫu nguyên giá 9 triệu, có nhặt lượng luôn các bạn, có đóng nhặt lượng toàn bộ ha. Đó, mình quay hồi mình đắt nước thùng ra được, mưa nó ngập luôn rồi. Nước đã mưa ngập luôn tới tới ông luôn. Mẫu này mẫu Cần Thơ, đây mình kêu bằng thùng Cần Thơ đó, mình nó đóng nhặt lượng nguyên gian vậy luôn ha, tới luôn cho nó dễ. Mẫu này khách nói mẫu thùng Thái Lan, khách gửi cho mình cái hình mình đóng nhưng mình không có biết. Đây đủ loại hết, 4 mét, 4,5 m, 5 mét. Cái này dài 4,5 m các bạn,
Nhú đang sửa cái gì? Cái mình đưa để mài cái lưỡng bào ha. Dài 5 mét, ngang 1m2 nên mày nhớ. Dạ nó kiếm mình mắm này nha. Mình hai cái mắm hồng mình có hay gì nữa. Cái mắm hồng mình có á. Cái mắm hồng mình mẫu á. Mà mình có con ông đàn. Cái mắm mẫu á. Mình mời không á. Đó. Nào. Đó là ông có thấy người như vậy chưa? Nào ngươi gì kìa thật lắm dạ nhà nhớ đi nhà nhớ anh đang ở bận không quái nó bị cái màu đó ngộ lắm nó chạy đó chạy đâu mà chạy nè nè ơi bận không bỏ ngoài sân ra cho anh đẻ nó quay lên gì đi ờ nhìn bong bong nhớ bong nội nhớ gì quay đã ờ luôn người luôn bong bong này nó như vậy ăn được không đó à không ngộ tao dám ăn nữa thôi thả đi nha mình sống không sống không sống trời ăn luôn nè. Trời ăn luôn. Hồi nào giờ thấy luôn gì chưa? Ai có ai biết luôn là luôn gì không? Luôn mâm á nha. Nhớ thả đi nội ơi. Ốm gì nó quá hiểu nổi. Có đăng là có ai biết luôn này luôn gì không nha. La cho tôi biết coi. Con này ở nướng ý à. Nướng ý không? Biết. Không. 300 gram. Thấy không mượn lắm mà. Không có hả? Người. Đi thả đi. Thả xong. Thả xong rồi người nói thiệt ít ngắt. Thả đâu? Thả đại nhường rộn á. Thả xong rồi ơi. Thả xong rồi thiệt nó chết á. Mài cái bằng bào các bạn. Mình nuôi này cũng lâu đời lắm rồi. Chú nó bị lẫm rồi không? Nó ngâm á, chú bỏ nó ngâm mà nó nhuột ra ngoài á. Thôi mình muốn nên nhường video ở đây các bạn. Chúc các bạn xem video hoặc vui vẻ ha. Anh em là hiện nay nhà lo mình.